Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip cô gái chửi người yêu của mình như chị chửi em. Trong clip cô gái luôn hỏi chàng trai, mày có yêu không? Chàng trai vẫn rụt rè không dám trả lời, sau đó cô gái ấy nắm cổ áo chàng trai, để chàng trai sợ mà đồng ý yêu. Bên cạnh đó, cô gái mua hẳn chiếc xe để mà chàng trai chở cô gái đấy đi chơi mỗi ngày. Sau đó cô gái cá tính này đưa hẳn 2 triệu đồng để đi mua quần áo mới. Đúng là phận làm trai 12 bến nước, bến nào cũng đục mà.